Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, cứ xây nhà trong năm 2022 sẽ được lộc trời cho, suốt đời, giàu có, bình an. Hoan hỷ chào đón quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho 30 tập chương trình, xin mến chúc quý vị vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, xây nhà là chuyện trọng đại của cả đời người. Ông bà ta vẫn thường nói rằng an cư, lạc nghiệp. Vậy nên trong quá trình xây dựng nhà ở, có rất nhiều nguyên tắc quan trọng mà gia chủ cần tuyệt đối lưu ý để giữ gìn cho gia đạo được an yên, hạnh phúc, vạn sự hanh thông thuận lợi. Các bậc thầy phong thủy đã chia sẻ rằng, có những sai lầm đại kỵ khi xây nhà mới mà gia chủ cần tuyệt đối để tránh xa, nếu không muốn tự tay rước họa vào thân, sóng gió gian nan, gian khổ trăm bề. Có làm lụng vất vả mãi cũng chẳng đủ ăn. Chắc hẳn mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 cũng đang rất nóng lòng tìm hiểu về vấn đề này đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Trong năm 2022 Nhâm Dần, các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 đã bước sang tuổi 46. Năm nay mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ bị phạm Kim Lâu, một trong ba kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành hanh thông và thuận lợi nhất. Trước khi bước vào phân tích chi tiết về từng hướng nhà có xây được hay không, ta cần phải xét kỹ hướng nhà nào hợp với tuổi quý vị. Với những người tuổi Đinh Tỵ có cung mệnh là cung Khôn thuộc Tây Tứ Mệnh, có 4 hướng tốt là hướng Tây Nam phục vị, hướng Tây Thiên Y, hướng Tây Bắc Diên Niên, hướng Đông Bắc Sinh Khí và 4 hướng xấu là hướng Đông Họa Hại, hướng Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Nam Lục Sát, cuối cùng hướng Đông Nam Ngũ Quỷ. Nếu các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ đang ở trong những hướng Tây Nam, Tây Tây Bắc, Đông Bắc thì xin chúc mừng, còn nếu rơi vào 4 hướng như hướng Đông, hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông Nam thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu đã được khai quang để hóa giải những vận xui liên tiếp ập đến với gia đình bạn. Do ở hướng nhà không hợp hướng, pháp khí gương bát quái tinh cầu đã được khai quang và trì chú theo pháp của đạo gia, nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải mọi điều xui xẻo đến gia đình của bạn. Còn bây giờ là phần luận giải chi tiết từng hướng nhà trong năm 2022 Nhâm Dần. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm có Ba Sơn, Nhâm, Tý Quý, 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao Nhất Bạch tài tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng, mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể. Sinh con trai, thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là Tỵ Hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách, cũng nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao Nhất Bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông, may mắn. Hơn nữa, với những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ, khi ở hướng Bắc thì không hợp hướng rơi vào cung tuyệt mệnh nên rất xấu. Hướng tuyệt mệnh là một phương vị hung tinh trong phong thủy bát trạch. Hướng về âm khí, đặc biệt trong phong thủy cho thấy nhà nhiều âm khí sẽ gây nên bệnh tật, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp cũng như là các mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Với những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ hiện đang ở trong nhà hướng Bắc, mệnh chủ cũng nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu và kèm theo một sâu tiền mai hoa phú quý để hóa giải hướng nhà tuyệt mệnh, giúp cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ được may mắn và bình an trong ngôi nhà của mình. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ Đinh, từ 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Tý hướng Ngọ
bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng dễ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ, đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Như quý vị và các bạn đã biết, hướng nam cũng là một trong hướng xấu đối với những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ vì bị phạm vào cung lục sát. Khi ở nhà hướng nam, mệnh chủ sẽ bị nhiều chuyện không hay xảy đến. Phái Bát Trạch Phong Thủy quan niệm rằng lục sát là sự kết hợp giữa phương vị của gia chủ và quái mệnh mà không phù hợp, tạo nên những điều kém may mắn. Vậy nên mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu để hóa giải. Tiếp theo là hướng đông. Hướng đông gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng rồi liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ thì hướng đông sẽ là một trong bốn hướng xấu cho mệnh chủ, vì cung khôn mà ở hướng đông sẽ rơi vào cung họa hại. Họa hại có nghĩa là một hướng, một cung, một sao xấu trong phong thủy. Xét theo ngũ hành, họa hại thuộc hành thổ còn có tên gọi khác là sao lục tồn. Nếu gia chủ xây nhà theo hướng họa hại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tài, vật chất và các mối quan hệ của gia đình bạn. Mệnh chủ sẽ không có khả năng tích lũy tiền của, thường xuyên bị hao tổn tiền bạc, làm được mà không giữ được, thường bị tiểu nhân quấy phá, dính vào những vụ kiện tụng tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có và bị tiểu nhân quấy phá trong việc làm ăn. Vậy nên mệnh chủ cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu. Đã được khai quang trì chú để hóa giải hướng nhà bị rơi vào cung họa hại, giúp cho mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ được may mắn, bình an và thâu thu tài lộc. Thứ tư là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm tam sát không nên xây mới hay sửa chữa, còn những nhà tọa càn hướng Tốn và tọa tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn bình an nhất cho mình. Hơn nữa, những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ mà ở nhà hướng đông nam cũng không phải là hướng tốt, nó rơi vào hướng ngũ quỷ, một trong những hướng cực xấu cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Khi ở trong nhà, bởi ngũ quỷ theo chiết tự có nghĩa là năm con quỷ, gây ra sự bất lợi cho gia chủ cũng như là các thành viên trong gia đình thông qua nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì vậy, quý vị cũng cần phải treo trước cửa một chiếc gương bắt quái tinh cầu để hóa giải hướng ngũ quỷ này, giúp cho gia chủ ở trong nhà được may mắn và bình an. Thứ năm là hướng Tây. Hướng Tây gồm có Ba Sơn, Canh, Dậu Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng. Nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận bị giam cầm. Gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tử sắc.
Thất xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao thất xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy Mai Hoa Phú Quý để hóa giải. May mắn, hướng Tây là hướng tốt với những gia chủ tuổi Đinh Tỵ, là hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản nhà đất vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh cứu giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Vậy nên, để tăng cường sức khỏe cho gia chủ và hóa giải những xung sát, cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Thứ sáu là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm có ba sơn, Tuất, Càn, Hợi, từ 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nữ vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nữ vượng thì quan vận thuận lợi, hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy Mai Hoa Phú Quý để đón cát tinh hóa giải hung tinh của năm. Những gia chủ tuổi Đinh Tỵ mà ở hướng này thì được diên niên hay phúc đức tượng là sao vũ khúc thuộc hành kim là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài để lại cho thế hệ mai sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Hơn nữa, lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân nó là kim, lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Thứ bảy là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu Cấn Dần, từ 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng Dần bị phạm vào Thái Tuế. Và Mậu Kỷ Đô Thiên, những nhà tọa mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn hóa giải hoàn toàn miễn phí. Những mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ mà ở hướng này thì được sinh khí. Sinh khí là sao Tham Lang Tinh, có ngũ hành thuộc mộc là cát tinh, mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng Đông Tứ Trạch thì được hợp trạch vì thuộc tính ngũ hành của nó tương sinh đối với các hướng đó, giúp cho nhà cửa của gia chủ thịnh vượng lên. Vậy nên để kích hoạt vượng khí của ngôi nhà hướng Đông Bắc, các thầy phong thủy khuyên các mệnh chủ nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào và một pháp khí phong thủy chiêu tài Mai Hoa Phú Quý để tăng cường vận khí của những nhà hướng Đông Bắc và kích hoạt tài lộc cho gia chủ đang sống trong nhà. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm có ba sơn Mùi Khôn Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn là không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Với những gia chủ tuổi Đinh Tỵ đang ở nhà hướng Tây Nam, đây là nhà hợp hướng với mệnh chủ, khi ở nhà này được hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Vậy nên theo mệnh chủ, cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào và một pháp khí phong thủy chiêu tài Mai Hoa Phú Quý để tăng cường vận khí của ngôi nhà. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Nhâm Dần 2022.
và hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta rời đi, quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để không bỏ qua bất kỳ nội dung mới quan trọng nào mà chúng tôi gửi tới quý vị. Mỗi tháng thì chúng tôi đều sẽ có một chủ đề rất quan trọng trong năm.